Avatar và Tham Vọng chấm dứt kỷ nguyên phát trực tuyến sau đại dịch Covid-19. Đứa con tinh thần của James Cameron đã vực dậy thói quen ra rạp của một bộ phận đông đảo khán giả. Đây được kỳ vọng là dấu chấm hết cho kỷ nguyên streaming nổi lên sau đại dịch. Trả lời phỏng vấn tại Thảm đỏ Quả Cầu Vàng lần thứ 80, James Cameron không ngần ngại chia bàn dịch vụ phát trực tuyến. Kể từ khi ra mắt, bom tấn Avatar 2 đã thay đổi thói quen xem phim của đông đảo khán giả. Thay vì sử dụng dịch vụ phát trực tuyến, streaming nổi lên mạnh mẽ trong thời kỳ đại dịch, khán giả bắt đầu có thói quen trở lại rạp để thưởng thức những bộ phim yêu thích. Phát trực tuyến như vậy là đã quá đủ rồi, chúng ta cần quay lại rạp để xem phim. Tôi thấy quá mệt mỏi với việc ngồi lì ở nhà xem phát trực tuyến, James hóm hình chia sẻ. Theo Box Office Mojo, Avatar The Way of Water đã chính thức chạm mốc 1,73 tỷ USD trên toàn cầu. Mới đây, siêu bom tấn này đã vượt qua Jurassic World năm 2015 để góp mặt trong top 7 bộ phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh. James Cameron cũng lập kỷ lục là vì đạo diễn đầu tiên sở hữu tới 3 bộ phim có doanh thu trên 1,5 tỷ USD, Titanic và hai phần của Avatar. Chiến thắng áp đảo của Avatar The Way of the Water là minh chứng rõ ràng cho việc thay đổi thói quen xem phim của khán giả. Dẫu chưa thể vực dậy hoàn toàn sức khỏe của phòng vé, tác phẩm vẫn là một trong số những dự án hiếm hoi thu hút được đông đảo khán giả tới rạp. Đây được cho là kỳ tích trong thời kỳ nền công nghiệp điện ảnh hậu đại dịch gặp nhiều khó khăn. Ngay từ trước khi ra mắt, Avatar 2 đã nằm trong danh sách đề cử phim truyện chính kịch xuất sắc tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng năm 2023. Đối thủ của hậu truyện Avatar là những cái tên ít đình đám hơn như Elvis, The Fableman, Taz và Top Gun Maverick. Bất ngờ vào phút chót, The Fableman của đạo diễn huyền thoại Steven Spielberg đã vượt qua những cái tên còn lại để giành chiến thắng danh giá. Avatar 2 cùng James Cameron chấp nhận trắng tay tại lễ trao giải này. Dẫu vậy, tác phẩm vẫn được khán giả công nhận là một siêu bom tấn thương ngoại hàng đầu trong năm 2022.